nhà mình đang đốt heo nha mọi người ơi. Mình ăn nguyên con heo luôn nhé. Rửa mình này. Hello mọi người nha, quay lại clip mới của mình ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay mình làm clip ăn thịt heo nha mọi người ơi. Đây anh em mình đang làm này. Đó. Thịt heo rất là siêu ngon nha mọi người ơi. Lâu rồi không ăn. Lâu rồi chưa ăn cái heo nha. Ăn chơi. Cái này là đuôi gà nha mọi người. Không phải đuôi gà nha. Đuôi heo nha, rất là to nha. Đây. Lựa thịt nha. Đó. Anh em thấy hay thì cho mình một like và share và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Anh em đang mổ nha. Đây. Heo siêu thích nha. Siêu nặng. Heo rất là thích nha mọi người ơi. Sẵn xuân liễu thời gian xì quần cho câu thâu nhắc chiều lào xì hết xì sao lòng lưỡi phân phát chinh phun xìu bây yêu sinh công sát bài lòng lưỡi hòn bất chấp yêu mê sao.